Dạ, để tiếp tục phần giao lưu đơn ca tài tử câu lạc bộ Trần Lợi hôm nay, xin giới thiệu tài tử Quốc Thắng sẽ đến với chúng ta bằng thể điệu Gió Tắc Biệt. Thành đoàn nhạc sĩ gồm có nhạc sĩ Minh Nguyệt đàn tranh, nhạc sĩ Nguyễn Thanh đàn guitar.
Chào Hoàng Sang.